Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Và đây là những tựa game tôm mèo rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha, Tom Friend. Ok, let's go. Ok, let's go. Và đây là một trò chơi rất là hay. Nhảy thôi. Okay, let's go. Bóng đang to dần rồi. Let's go. Oh my god. Tiếp tục vào. Quả bóng cuối cùng. Rồi mình cho anh chàng này ngủ tiếp. Okay, let's go. Let's go. Cùng tập thể luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Tom Gurran. Let's go. Rồi mình sẽ ăn lên hai vàng này. Let's go. Thank you.
Okay, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, My Storm Eye. Let's go. Ok, trước mắt thì mình phải tắm cho anh chàng này cho thơm tho đã. Tiếp tục đi lần nữa để mình lấy thêm ít đồ nữa, đi đổi đồ ăn và đi lấy những quà. Let's go. Okay, let's go. Với cái này đi. Wow, màu ngon. Let's
Let's go. Rồi, mạnh tay lên một chút. Ok. Oh my god. Ok. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tập game tiếp theo. Ok. Không phải con, đã rồi. Không sao. À, 100 tiền thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Tomb Hero. Let's go. Đây là một anh chàng tôm siêu nhân. Thank you.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Đèn là giấy đây, không biết đèn gì đây. Giấy này theo có bản nhạc. Ai thật. Ok. Ok, let's go. Rồi, còn cái giấy này nữa. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ok. Wow, anh ta cao màn hình luôn, sợ thật. Rồi, bánh này xem như thế nào. Oh my gosh, ăn kinh thật. Tiếp tục. Bánh sinh nhật. Let's go. Kem. Mm-hmm.
Dưa hấu nào? So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bóp ra là một ni nước, một chú chim, rất nhiều chim luôn. Ok rồi, và các bạn của mình phá tựa game tiếp theo nha. Let's go. Cuộn giấy này rất là dài luôn. Okay, let's go. Các bạn vẫn liên tục cái này thì nó mới đầy được cái này, và các bạn sẽ hoàn thành được hình ghép. Và mình xem hình ghép này như thế nào. Ok. Rồi, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tới game tiếp theo. Chicken Joe. Ok, người anh ta bốc mùi rồi. Mình sẽ tắm cho anh ta đã. Let's go. Cao hơn rồi. Ok. Rồi, và anh ta buồn ngủ rồi. Mình sẽ cho anh ta ngủ. Let's go. Chicken Angela. Ok, let's go. Rồi, đánh răng thôi. Ok, sạch sẽ rồi. Thank you.
Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Trộm carry run. Let's go. Oh my god, chết rồi. Còn xa còn cô làng này, cố gắng ăn được càng nhiều càng tốt. Oh my god, ok. Xem được cái gì nào. Các bạn có thể nâng cấp cho nhân vật của mình, hoặc các bạn có thể... Để mình xem vào đây xem. Đây, các bạn có thể nâng cấp kẹo. Những cái này lên. Let's go. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.